nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện. Tối ngày 13 tháng 3 tại xã Đắc Nền Chợ Trung, huyện Đắc Song đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa và nghề giữa huyện Đắc Song với câu lạc bộ thơ ca Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tham dự đêm giao lưu có các đồng chí Ca Thanh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; Ngô Đức Trọng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban dân huyện; Nguyễn Ngọc Thân, phó chủ tịch ủy ban dân huyện; trưởng các phòng ban, lãnh đạo ủy ban dân xã Đắc Nền Chợ Trung cùng các câu lạc bộ văn nghệ các xã và đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ. Trong đêm giao lưu có 21 tiết mục văn hóa và nghệ quần chúng đến từ câu lạc bộ thơ ca Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và các câu lạc bộ văn nghệ huyện Đắc Song. Các tiết mục biểu diễn thuộc thể loại hát, chèo, hát quan họ, hát then, đánh cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ban nhân dân huyện Đắc Song đã tổ chức cuộc giao lưu với lại các câu lạc bộ, trong đó là đặc biệt nhất là câu lạc bộ của Bình Dương, Thủ Dầu Một, thì được rất vinh dự xã Đắc Nội Dung cũng có mặt để góp vui giao lưu lần này, để học hỏi giao lưu và tất cả các xã đội bạn, để mong làm sao cho huyện Đắc Song mình càng mang tiếng hát càng bay cao và xa hơn nữa. Nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu, có nội dung tiêu biểu, phù hợp có tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân, gắn hoạt động văn hóa với quảng bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch tại địa phương. Cũng về đây là đem cái nền văn hóa văn nghệ của mình hát then làm tính á, thì cũng về giao lưu với tất cả các bạn bè trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh, cho các bạn mà cũng biết cái nền văn hóa hát then làm tính của mình như thế này, mà hôm nay đặc biệt là có cái đội qua múa nhạc hát cái từ các Thủ Dầu Một mình lên đây để cùng các bạn để cùng nhau giao lưu học hỏi cái kinh nghiệm, để cho các bạn cũng biết là cái nền văn hóa của mình hát then làm tính là như thế này thế kia, để cùng nhau mình hiểu mà cùng nhau học hỏi để và cùng nhau đưa cái tiến tới sau này ngày càng phát triển mạnh hơn. Đêm giao lưu là cơ hội gắn kết giữa các thành viên trong câu lạc bộ thơ ca Phú Lợi với các câu lạc bộ văn nghệ huyện Đắc Song, từ đó góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Đối với này, anh chị em chúng tôi, đó là cái sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành và bà con các dân tộc đối với một cái trường đào tạo cái nôi của con em bà con các dân tộc trong tương lai. Mong rằng là ở góc độ cái sự mối giao lưu giữa phòng văn hóa, thông tin, thể thao của huyện Đắc Song nói riêng và bà con các cái dân tộc của huyện Đắc Song nói chung với câu lạc bộ thơ ca Phú Lợi trong thời gian tới thì có sẽ nhiều cái khởi sắc, và cũng mong muốn là giữ được cái trọn cái tình đoàn kết này. Để khi mà chúng tôi trở về thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương thì cái ấn tượng của huyện Đắc Song và bà con các dân tộc sẽ ghi mãi cái dấu ấn ở trong câu lạc bộ. Chương trình giao lưu văn hóa và nghệ tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân hăng say lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong các tầng lớp nhân dân. Cũng nằm trong chương trình giao lưu, trước đó vào lúc 15 giờ cùng ngày, câu lạc bộ thơ ca Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đến thăm tặng quà 1.000 cuốn vở cho các em học sinh nghèo tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Đắc Song.